Xin chào tất cả quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Willy rất là vui khi mà được đến đây và biểu diễn cho tất cả quý vị cùng xem. Và bây giờ là một sáng tác của Khắc Hưng với tựa đề Anh đang nơi đâu. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn ạ. Có khi chợt nhớ những lời anh nói sẽ luôn gần bên. Có yêu em mãi thôi, thế nhưng giờ đây rất nhiều. Và tiếp theo một bài hát cũng rất là quen thuộc trong bộ phim Em là bà nội của anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với tựa đề Mình yêu từ bao giờ. Và bài hát này cho phép Mille sẽ được đi xuống và bắt tay tất cả quý vị khán giả có được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Điệp khúc thuộc thì các bạn hát lớn lên cùng với Mille cho vui nhé. Một tràng vỗ tay cho vũ đoàn được không ạ? Rồi sẽ nuôi lại những hy vọng. Tháng ngày rồi trôi đi mãi, vui buồn kể lại cho ai tiếc thay. Đời luôn như thế đây, như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng. Em chẳng thấy tim mình cũng rung. Tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai, đừng
em rồi sẽ anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn vũ đoàn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và trước khi chào tạm biệt, Miu Lê xin phép được gửi một lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Dạ, xin chúc mọi người hôm nay có một đêm thật là vui nha. Và nếu có dịp, xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người vào một dịp gần nhất. Xin cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt ạ. Xin chào tạm biệt.